Ban chỉ đạo xây dựng đề án tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả do Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam lập nên từ tháng 11 năm ngoái, vừa qua đã có gợi ý với Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương là có báo cáo tại Hội nghị Trung ương 6 về việc đảm bảo cơ chế lãnh đạo và chấp hành sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội và công an. Giáo sư Zakari Abuja, một chuyên gia Việt Nam thuộc Trường Đại học Quốc phòng Hoa Kỳ, có nhận định liên quan về vai trò của Đảng đối với hai lực lượng công an và quân đội ở Việt Nam hiện nay. I think it's important to understand that the context that the police actually has a fair bit of power in terms of the current composition. Tôi nghĩ cần phải hiểu rằng trong bối cảnh hiện nay, Công an Việt Nam có rất ít quyền lực trong Bộ Chính trị. Chỉ có 3 thành viên của Bộ Chính trị xuất thân từ Bộ Công an. Nhiều đối thủ của ông Tổng Bí Thư nằm trong số này. Trong đó có cựu Thủ tướng, người không còn nằm trong Bộ Chính trị hay Ủy ban Trung ương. Nhưng tay chân của ông ấy vẫn có nhiều ảnh hưởng với chính trị. Và ông Tổng Bí Thư đã áp dụng cuộc chiến chống tham nhũng để bài trừ tay chân của ông này. Về phía quân đội thì giáo sư Akari Abuja có nói rằng không có bằng chứng rõ ràng về đối thủ chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng trong quân đội. Tuy nhiên, ông chỉ ra một nhân tố quân đội có thể tác động đến đương kim Tổng Bí Thư, đó là việc quân đội khẳng định nhiệm vụ là bảo vệ quốc gia chứ không phải là bảo vệ chế độ. A few years ago, and this is not new, this really goes back several years, there were calls to make the military. Vài năm trước, từng xuất hiện lời kêu gọi rằng quân đội phải bảo vệ đất nước chứ không phải bảo vệ đảng. Trong khi đó, lẽ ra quân đội nhân dân Việt Nam phải giống quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc là phải bảo vệ đảng. Ấy vậy mà, ngay trong quân đội, có nhiều người lên tiếng nói rằng Việt Nam đang bị Trung Quốc lấn át chủ quyền tại Biển Đông. Và nhiệm vụ của quân đội là phải bảo vệ chủ quyền quốc gia chứ không phải bảo vệ chế độ. Từ Pháp, cựu đại tá Bùi Tín, người từng là đảng viên Đảng Cộng sản hơn 4 thập niên và có 37 năm góp mặt trong quân đội nhân dân, cho rằng việc đảng muốn kiểm soát chặt chẽ công an và quân đội có liên quan đến 3 yếu tố, đó là chiến dịch chống tham nhũng, việc thoát khỏi sự phụ thuộc của Trung Quốc và vấn đề công an đàn áp người dân. Trước hết, ông phân tích về đề nghị thoát chung của quân đội. Vừa rồi, ý kiến ở trong đảng với trong quân đội, người ta muốn là ít nhất cũng phải tách dần ra, tách dần khỏi Trung Quốc, người ta gọi là thoát chung đấy. Thế nhưng mà hiện nay của ông Nguyễn Phú Trọng là vẫn là dính liền với Trung Quốc một cách chặt chẽ nhất, phụ thuộc vào Trung Quốc để Trung Quốc nó chiếm đất đai rồi mua ship cả cao nguyên, rồi là người Trung Quốc thì ta nhập vào Việt Nam rất là đông đảo ở khắp các nơi đó, tất cả những nhà máy lớn đều là do Trung Quốc thầu hết, mà thầu thì cũng làm không đến nơi đến chốn. Gần đây, trong dư luận đã xuất hiện nhiều ý kiến lên án về việc chính phủ Hà Nội quá nhún nhường Trung Quốc, đặc biệt là trong vụ việc công ty Repsol của Tây Ban Nha phải ngưng khoan thăm dò khí tại khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Nguyên nhân được giới lãnh đạo Repsol cho biết là Trung Quốc dọa sẽ tấn công các căn cứ của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa nếu không dừng việc khoan thăm dò. Một nguyên nhân khác nữa, đại tá Bùi Tín cho rằng chiến dịch chống tham nhũng không được làm đến nơi đến chốn cũng gây những bất bình trong giới công an và quân đội. Tất cả các cái đại án hết gần hết năm rồi mà chưa ra gì cả. Lòng dân thì tất nhiên quân đội với công an cũng theo như là cái của dân rất là xao xuyến. Tới đây cái vụ mà Trịnh Xuân Thanh để gây ra cái rắc rối đối với quốc tế đó. Giáo sư Abuja cũng nhắc đến vụ ông Trịnh Xuân Thanh như một trường hợp đảng không thể kiểm soát được các hoạt động và mối quan hệ của lực lượng an ninh. There were questions raised as to how did he escape the country? Was he tipped? Câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà ông ấy trốn khỏi đất nước được? Có ai đó mách nước cho ông ta không? Có quan chức an ninh nào thuộc Bộ Công an giúp đỡ ông ta không? Và mối quan tâm được nêu ra là chuyện những quan chức tham nhũng lợi dụng kết nối quan hệ để trốn khỏi đất nước.
Cựu đại tá công an ông Nguyễn Đăng Quang trả lời câu hỏi của chúng tôi là liệu có khi nào công an và quân đội có dấu hiệu vượt khỏi sự kiểm soát của Đảng hay không? Và ông cho rằng là chưa có thể. Tôi nghĩ rằng là ngay lúc này đây thì chưa có một cơ sở nào, một hiện tượng nào có thể nói được như thế được. Vì Đảng mới đang nắm chặt hai cái lực lượng này mà luôn nắm chặt đó từ trước cho đến nay và hiện nay cũng vậy thôi. Một số đơn vị công an vào ngày 9 tháng 10 cho biết là suốt 2 năm nay, ngành công an Việt Nam không tuyển thêm người từ bên ngoài. Đồng thời, theo các nguồn tin thì Bộ Công an Việt Nam đang nghiên cứu một đề án kéo dài trong 2 năm về hiệu quả công việc liên quan đến bộ máy nhân sự. Đã có chủ trương không để quân đội làm kinh tế nữa. Đó là phát biểu của Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đưa ra vào ngày 23 tháng 6. Trong buổi làm việc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các nhà lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, ông Chiêm cho biết đây là quan điểm của Thường vụ Quân ủy Trung ương đang được Bộ Quốc phòng xem xét. Quân ủy Trung ương là cơ quan Đảng Cộng sản trong quân đội Việt Nam. Thượng tướng Lê Chiêm giải thích rằng, theo chủ trương này, quân đội sẽ chấm dứt làm kinh tế mà sẽ tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh để bảo vệ Đảng, nhà nước và nhân dân. Các công ty do quân đội làm chủ sẽ được cổ phần hóa, quân đội sẽ rút lại vốn của mình trong các công ty như vậy. Nói về việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất đang vướng phải một sân gôn do quân đội quản lý, ông Chim nói rằng đây là vấn đề nổi cộm và Bộ Quốc phòng sẽ họp về chuyện này vào ngày mai, thứ Bảy 24 tháng 6 để báo cáo Thủ tướng. Ông Chim nhấn mạnh là quân đội sẽ chấp hành quy hoạch của chính phủ. Vào ngày 23 tháng 6, Thiếu tướng Lâm Quang Đại, Chính ủy Quân chủng Phòng không Không quân, khi tiếp xúc cử tri quận Bình Tân, và bị chất vấn về vấn đề sân gôn trên đất phi trường Tân Sơn Nhất. Ông này bao biện rằng việc xây dựng sân gôn là xuất phát từ tận dụng đất quốc phòng chưa sử dụng ngay. Khi nào có yêu cầu thì có thể giải tỏa bất cứ lúc nào để phục vụ mục đích quốc phòng. Sau khi có nhiều tranh cãi xung quanh việc sân gôn của quân đội cản trở việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý cho mở rộng sân bay này với chủ trương giao cho Bộ Giao thông Vận tải thuê tư vấn nước ngoài nghiên cứu xây dựng một đường băng thứ ba để giúp giảm tải và ùn tắc như hiện nay. Theo nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng hiện sống ở Sài Gòn, thì vấn đề không để quân đội làm ăn kinh tế đã được nói đến từ lâu, từ thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Khi nghe được tin nói là Quân ủy Trung ương Quân đội Việt Nam có chủ trương rút quân đội ra khỏi các hoạt động kinh tế, ông Phạm Chí Dũng tỏ ý nghi ngờ, mặc dù cho đó là một chủ trương đúng. Họ đã làm một cái điều đúng, mặc dù là một cái điều vẫn là quá muộn cho tới giờ phút này đã có làm vẫn còn hơn không. Nhưng mà tôi thì thực ra tôi đã rất là hồ nghi về cái chuyện là đây là một cái thông tin xác thực. Tại vì nếu là thông tin xác thực thì đã không có cái vụ mà sân gôn trong sân bay nó lùm xùm như vậy ở sân bay Tân Sơn Nhất. Và thực ra vẫn có hàng trăm cái doanh nghiệp quân đội là tồn tại từ Bắc chí Nam và làm bát nháo, có thể nói đủ thứ chuyện cả. Cho nên là tôi rất hoài nghi vào cái chuyện là cái vấn đề này trở thành một cái chủ trương như là Lê Chiêm nói. Và nếu mà quả thực mà có chủ trương thì tôi rất hoài nghi vào cái chuyện là chủ trương đó liệu có thực hiện được hay không. Vụ sân gôn trong sân bay Tân Sơn Nhất mà nhà báo Phạm Chí Dũng đề cập là việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất bị một sân gôn do quân đội quản lý cản trở. Ngày 12 tháng 6 năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc họp và có yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải thuê tư vấn nước ngoài nghiên cứu về việc xây đường băng thứ ba cho sân bay Tân Sơn Nhất để giảm tình trạng ùn tắc lâu nay. Lúc đó cũng có những người như nhà báo Kha Lương Ngãi từng làm việc cho báo Sài Gòn Giải Phóng hoài nghi quyết định của Thủ tướng không thực hiện được. Trong khi đó thì một cựu ủy viên Trung ương Đảng giấu tên nói rằng quyết định của Thủ tướng sẽ mở đường cho việc nghiên cứu vấn đề đưa quân đội ra khỏi những hoạt động kinh tế. Bình luận về phát biểu của Thượng tướng Lê Chiêm ngày 23 tháng 6, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một nhà kinh tế hiện sống ở Hà Nội, hoan nghênh phát biểu đó. Ông nói tiếp: cái việc này là một sẽ phải là một quá trình, và tôi hy vọng là Bộ Quốc phòng sẽ công bố để cho mọi người biết. Nhưng đây là một cái tín hiệu rất là đáng vui mừng, bởi vì từ lâu rồi thì người dân đã lấy làm lo ngại về việc là có một lực lượng của trong quân đội để đi kinh doanh là có theo thị trường để thu lợi nhuận, kể cả khách sạn, nhà hàng, rồi thì là đất đai, và tất cả những cái đó thì đã
gây ra những các cái phản cảm, đặc biệt là cái việc là cái sân gôn Tân Sơn Nhất. Thì tôi nghĩ rằng là bên quốc phòng sẽ có những các cái bước đi thích hợp và sẽ tính toán để cho cái biện pháp đó là khả thi. Theo nhà báo Phạm Chí Dũng, cách thức báo chí Việt Nam loan tải nội dung phát biểu của Thượng tướng Lê Chiêm không giống nhau. Có báo thì nói việc không để quân đội kinh doanh là chủ trương của Bộ Quốc phòng. Có báo thì lại nói đó là chủ trương của Quân ủy Trung ương. Theo ông Dũng, hai cơ quan này không hoàn toàn giống nhau. Và người đứng đầu Quân ủy Trung ương hiện nay là Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng. Ông Phạm Chí Dũng nói nếu quả thực đây là chủ trương của Quân ủy Trung ương, thì đó chính là quyết định của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng đề ra chủ trương đó, vẫn theo lời ông Phạm Chí Dũng, vì thấy rằng bên Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã thực hiện được điều này. Trong phát biểu ngày 23 tháng 6, Thượng tướng Lê Chiêm có nói rằng các công ty do quân đội quản lý sẽ được cổ phần hóa, quân đội sẽ thoái vốn của Bình ra khỏi các công ty đó. Trả lời câu hỏi liệu việc cổ phần hóa này có làm cho tài sản nhà nước mà quân đội làm đại diện bị thất thoát hay không, nhà báo Phạm Chí Dũng so sánh việc đó với quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nói chung. Câu trả lời đơn giản nhất là nếu mà cổ phần hóa các doanh nghiệp quân đội thì nó cũng diễn ra y chang như vậy thôi, tức là mặc dù danh nghĩa không còn là quân đội nữa nhưng mà phía sau chắc chắn là sẽ có những cái nhóm lợi ích và những nhóm quan chức và quan chức quân đội, chứ làm sao họ có thể để cho cổ phần hóa một cách công bằng và để cho những người khác họ có thể là chiếm cổ phần chi phối được. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến sân gôn Tân Sơn Nhất, hiện nay sân gôn này đang được một công ty là công ty Him Lam do một cựu sĩ quan quân đội làm chủ, và về mặt chính thức thì không có liên quan gì đến quân đội cả, dù khởi đầu nhiều cổ phần của sân gôn này do một công ty quân đội quản lý. Theo một số nhà quan sát, thì sở dĩ quân đội được quyền nắm nhiều hoạt động kinh doanh trong một thời gian dài cho đến ngày nay là vì những lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của họ góp phần nuôi sống các quân nhân và gia đình của họ. Ngoài ra, trong thời gian gần đây, Việt Nam đã chi một số tiền rất lớn, trị giá hàng tỷ đô la Mỹ để mua sắm các loại vũ khí hiện đại. Ví dụ như 6 tàu ngầm hiệu Kilo mua của Nga giá trị đến 3 tỷ đô la. Như vậy, câu hỏi đặt ra là nếu quân đội không còn kinh doanh nữa, thì những chi tiêu này có bị suy giảm hay không? Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói. Cái đó thì tôi không có muốn bình luận gì, mà tôi chỉ nghĩ rằng là cái việc là quân đội có thể mang lại một số thu nhập nhất định, nhưng mà cái số thu nhập đó đóng góp vào cái ngân sách quốc phòng bao nhiêu, và cái việc đó thì lại có thể là làm giàu cho một số những các cái người nào đấy bao nhiêu, và các nhóm lợi ích bao nhiêu, thì hiện nay chưa có báo cáo, cho nên là tôi xin là không dám bình luận gì. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái ngân sách quốc phòng hiện nay là vẫn chủ yếu là bảo đảm những các cái nhu cầu của quân đội, còn ngoài ra thì việc là mua sắm các khí tài quân sự hiện đại thì cái đó là sẽ là xin quốc hội và chính phủ chấp thuận. Nhà báo Phạm Chí Dũng cũng đồng ý với quan điểm này. Ông cho rằng đời sống của những người lính và gia đình của họ vẫn không thay đổi. Tôi cho là chủ yếu là đối với những người mà nắm trực tiếp các cái doanh nghiệp đó, họ sẽ bị giảm thu nhập. Ở đây có cần phân biệt rạch ròi nhé, tại vì theo dư luận thì cái phạm trù mà thu nhập cá nhân với lại thu nhập tập thể bây giờ nó khác nhau một trời một vực. Thì những người mà thiệt thòi nhiều nhất chính là những người mà thường xuyên là quản lý các cái doanh nghiệp quốc phòng hoặc là tham gia trực tiếp điều hành các doanh nghiệp quốc phòng. Ngoài chuyện sân gôn Tân Sơn Nhất, một vụ việc gần đây cũng có liên quan đến hoạt động kinh doanh của quân đội là vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội, nơi nông dân nói rằng đất canh tác của họ bị giao cho một công ty của quân đội là Tập đoàn Viễn thông Viettel để kinh doanh. Nông dân ở Đồng Tâm đã bắt giữ 38 người là nhân viên công an, cảnh sát cơ động, cán bộ chính quyền làm con tin để làm áp lực. Các con tin được thả sau khi Chủ tịch thành phố Hà Nội là ông Nguyễn Đức Chung ký giấy cam kết không truy tố nông dân Đồng Tâm. Nhưng sau đó cơ quan chức năng lại tuyên bố truy tố vụ bắt giữ con tin này. Chúng tôi đã liên lạc với Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Viettel để tìm hiểu vụ việc, nhưng không được trả lời.